Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà vệ sinh giới thiệu với các bạn chiếc túi ngủ KLM095. Đây là chiếc túi ngủ có kích thước 180cm x 75cm và có thể sử dụng hai mặt được. Chúng ta đang có hai màu, màu xanh dương và màu xanh bộ đội. Trọng lượng của cái túi ngủ này khoảng 1 cân. Và được đóng trong một cái túi rất là gọn như này. Chúng ta sẽ mở ra. Đây các bạn có thể đeo được. Thì cái túi này có kích thước là chiều dài là 1m8 nên phù hợp với phần lớn mọi người. Chiều ngang là 75 phân. Đây là kích thước về ngang của nó. Và cái này chúng ta thấy phần trên đầu này sẽ có phần vượt lên này là 2m1 để các bạn gì ạ, chùm đầu. Đây có thể gọi là túi ngủ chùm đầu. Cái này các bạn có thể kéo lại để hở mỗi cái đầu ra thôi cho nó ấm. Và cái này chúng ta sẽ dùng được hai mặt. Mặt bên ngoài và mặt bên trong. Các bạn có thể đảo mặt được. Cái phần này là cần khóa, các bạn có thể mở hẳn ra. Vật liệu là 100% polyester. Nó kéo hẳn đấy ra. Và chúng ta sẽ trải ra thành cái chăn được. Trong trường hợp không muốn làm dùng túi ngủ thì ra có thể giải rộng ra, sẽ được kích thước là 1m rưỡi nhân 2m1. Đây chúng ta trải hẳn thế này. Đây là lớp bên trong. Rồi các bạn có thể xem được độ dày của cái túi này. Có cái lớp mút ở giữa này. Và chúng ta có thể dùng theo mặt thứ hai được bằng cách gì ạ? Lộn này và kéo lại. Là chúng ta dùng được cả hai mặt. Đây là chúng ta lộn mặt lại. Rất là tiện. Đây là chiếc màu xanh dương. Chúng ta sẽ có chiếc màu xanh bộ đội. Cũng tương tự như vậy. Đây là phần chùm đầu. Đây là mặt phía trong. Mặt phía trong này đều màu xám. Kích cỡ cũng là chiều ngang 75. Chiều dài là 2m1, còn dài từ cái phần đắp này là 1m8. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ túi ngủ KLM095, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.